Dân chào cả nhà, dân chào ông bà cô bác, anh chị và các bạn đến kênh Vũ Cao Vlog. Ngày mới hai anh em con chúc cả nhà có ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe bình an. Thì hôm nay hai anh em con dẫn bé Thuận đi mua xe cả nhà ơi. Thì con thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã giúp đỡ cho bé Thuận để mua xe để cho bé đi tới đi lui. Thì lúc đó là con hai anh em con thì cũng đã suy nghĩ á, thì cô chú cũng gửi tiền con mua xe đạp, nhưng mà do là bé càng ngày càng lớn, mình thử ra là mình mua xe cho bé đi lại nó dễ tiện hơn, với lại đường xa nữa. Thì chắc là bây giờ hai anh em con sẽ mua xe, nhưng mà xe sang tay nha, còn xe trong cửa hàng thì không có đủ khả năng được. Thì bây giờ hai anh em con sẽ đi lại bé Thuận để coi bé học nghề như thế nào nha. Và hai anh em con lúc chưa có cho bé hay là mua xe nữa, cũng như là hai anh em con cũng đang tạo bất ngờ cho bé. Coi bây giờ hai anh em con sẽ đi đến nơi đó rồi kể về quá trình nhé. Con đi thôi cả nhà ơi. Tới bé Thuận rồi đây nè cả nhà. Một lát nữa con sẽ trò chuyện với là bé Thuận với học nghề như thế nào nha. Bây giờ là anh em con dẫn bé Thuận đi mua xe. Rồi đi thôi. Có vui thì sẽ có buồn đó. Có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sanh, xuân qua hạ tới thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Mình chưa chắc tốt đẹp đâu, cho nên đừng bao giờ cười chê ai cả. Phàm á là hạng phàm phu như nhau, cho nên anh đổ mồ hôi, còn tôi thì đổ ghèn ở mắt. Người nọ không đổ ghèn thì người kia cũng nước mũi chảy lê thê. Không cái dơ này cũng là cái dơ khác. Phàm mang thân người chẳng ai sạch hơn ai, chẳng ai cao quý hơn ai. Sạch hay cao quý là quan trọng ở cái tấm lòng, ở cái tâm thái của mình, ở cái phẩm hạnh của mình. Cho nên đừng vội vàng khinh chê một ai cả. Các vị nên nhớ như thế. A Di Đà Phật. Đang đi qua đò rồi đi mua xe cho bé Thuận nữa nha. Khỏe không anh Tư? Anh Tư có bụng không? Hai giờ đi rồi. Đi lại đây là hình như gần một tiếng đúng không? Ờ, tiếng mấy luôn. Anh em đi qua đò rồi mới mua được. Đã tới cửa hàng xe sang tay, thì đang vào trong đó cho bé Thuận lựa xe nào được nha. Không biết người ta cho mình quay không? Ok em quay được không chị? Tại em qua mua xe cho con nhỏ. Ở đây bán xe nhiều lắm đó cái nhà. Mua giá cỡ đó đi anh Tư. Đi xe nằm Honda. Honda nhấp á. Honda quay vừa lách được không? Quay vừa lách là cái gì? Thôi xem. Xe đó im lắm. Còn xe ở ngoài mà đậu màu xanh xanh bên ngoài đó là ngoài 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi có chiếc quay hả? Chứ là chiếc quay xanh hả chị? Quay xanh đó là chiếc quay sắt. Nó có màu đỏ hay màu nào khác không chị? Màu xanh với màu xám nè. Không có màu đỏ. Xe không tắn. Mấy
Chiếc nào? Chiếc xe trắng đó. Tôi coi lại coi xe trắng. Xe trắng nó nhiêu? Cái gì? Có xì gút nữa kìa. Em chị xe màu trắng đó không? Trắng đó, không sao. Có màu nào khác không chị? Màu trắng không? Không. Không có xe nặng nữa chú. Cưng thích xe màu nào? 19, 17, 17. Không. Cưng thích xe nào cưng cứ lấy đi. Xe này là xe này là xe đó 11 triệu. Còn nếu mà cắt băng thì 12 triệu 800. Còn giấy tờ sao chị? Giấy tờ mua bán bao cưng cắt bằng. Mà em muốn hút hồ sơ thì chị còn 1 triệu. Vậy nhập vô khoảng 200 mấy. Giấy tờ mua bán bao là chị bao hút hồ sơ hết rồi. Không. Bao chính chấp trong người xe gian là anh em chịu. Đúng rồi, xe gian có gì chính chấp ở đây gì chịu trách nhiệm. Chính đỏ. Chắn đen, chắn đen xe này. Ừ, xe đi mà. Tạo gì đâu, mình mua cái chỗ, mua cái chịu rồi đó. Là xe ngoài xanh ngoài kia anh Tư. Xe quay màu xanh. Kia khoảng là cái dấu hiệu này quá nhiều. Thì lựa xe thì được ở xe này nè nha. Xe quay. Cho cháu đi 500 đi, vận chuyển chẳng đi. Bao nhiêu tất cũng muốn chở. Bớt cho 200 chứ. Theo ý anh đó anh Tư. Đi chạy thương chạy nhiều lắm luôn. Bán đi chạy thương chạy nhiều. Có lời đâu bán. Năm 3 là của chị là 300. Còn giấy tờ sao hả chị? Giấy tờ buôn bán bao kinh chấp. Chứ nghĩa là mình về mà làm ăn số làm sao á? Không, để gì giấy tờ buôn bán anh chạy thôi. Vậy hả? Ờ, nếu mà em xăng lên nó ra tới mấy 2 triệu đó. Nếu mà qua 15 giờ để vậy là mình chạy luôn á anh Tư. Nhưng mà giấy xe là tên của người khác. Ừ, nhưng mà cửa hàng là mua giấy buôn bán là quá. À, cũng như là cô nói vậy nè. Bao kinh chấp tự nhiên là lâm thận. Thì cả nhà ơi, mua xe được thì bây giờ đang đợi giấy tờ ở dưới Gạch Giá ta chuyển lên gì nữa rồi mất đợi một tiếng rưỡi đồng hồ. Vậy là một lát nữa làm sao bây giờ ta? Mình đợi hả anh Tư? Mình đợi hay sao? Tôi sẵn thanh toán tiền xe đây cả nhà ơi. Cái cây xăng đổ xăng ở đại bình. Còn dư 100 ngàn. Vậy là ở đây lấy giấy xe hả? Chú có ấy không chị ông nội? Đâu có gì à? Bây giờ con đưa chú 200, con đưa lại cho con 100 cho em này thôi ạ. Đây 100 nè. Chú lắp cái gì đây được? Vậy không có tiền 100. Không có tiền 100. Em trả
chạy đi mua ống kính đi, tới đây chị bán đàng hoàng lắm. Chị tên Phượng hả? Tên Phụng. Ấy lộn Phụng lộn. Phụng Mi An, Phụng mình à, tránh nha, tránh Mi An. Có làm chị bán xe chị cũng lợi nhiều lắm. Bán dạ. Xe cho nhà chủ của chú Hùng mà. Dạ, ổng có hai chiếc xe cuốc á. Dạ. Chị em cảm ơn chị nha. Rồi, chị cảm ơn em. Mình không giàu bằng ai, nhưng mà so ra mình đâu có đói bữa nào. Mình không có chiếc xe giàu đẹp để đi, nhưng mà cần có đi đâu mình vẫn có chiếc xe để đi. Thậm chí có những người người ta đi xe căng hải mà người ta vẫn hạnh phúc. Đi xe nào đi, không xe nào quý, sang, đẹp bằng xe căng hải. Thì cả nhà ơi, bé Thận thì cũng đã gần tới nhà rồi. Do là con hai anh em con về gấp mới được. Thì do là nhà anh Tư đây bây giờ ta đang chở giặt liệu vô rồi, không có chủ nhà ở nhà. Thì người ta cũng cần gấp nữa, con có treo gần nhà được. Đây cái anh quay xe ngang chiếc xe cho bé Thận. Thì ông Năm thì bây giờ là đang đợi giấy tờ, sẽ lát nó sẽ về sau. Xe còn im luôn đó cả nhà. Hải người ta bớt là 10.300.000, bớt 200.000 đúng không Tư? Đầu tiên là chị ấy nói là 10.500.000 mà chị bớt thêm 200 là còn 10.300.000. Dạ. Thì bây giờ con sẽ đọc số tiền mà tất cả mạnh thường quân giúp đỡ cho bé Thận để có một phương tiện để đi lại nha cả nhà. Thì trước đó là có một chị giấu tên, thì lúc đó là chị có gỡ con là 1.000.000 mua niệm, nhưng mà con mua niệm là 1.800.000. Thì chị đó có gỡ tiền con lại là con mua cho đủ. Và cô Trinh 200 đô, 4.818.000. Thì và chị Liên Hồng, à lộn, con xin lỗi, và chị Liên Hoàng 300.000. Chị Lê Nguyên Vũ 500.000, cô Nguyễn Thị Lợi 1.000.000, cô Thu Nguyệt Pháp Danh Lê Phước 1.000.000, Nguyễn Nhân Giang 500.000, và cô Tammy 100 đô, con đổi ra là 2.400.000. Chính là chị Tammy Võ 100 đô, là con đổi ra là 2.400.000, và cô Huỳnh Nữ ở Mỹ 50 đô, con đổi ra là 1.200.000. Dạ, cô Trần Nguyệt Huệ 1.000.000, con tổng số tiền là 16.420.000, nhưng mà con đã mua xe này là 10.300.000, thì còn dư là hồi nãy đếm còn dư nhiêu Tư? 6.120.000. Thì còn dư là 6.120.000, thì con sẽ trao số tiền này cho bé Thận để việc đi lại và cái gì đó cần mình mua để dụng cụ mình ấy nha. Mà dụng cụ thì anh em thì cũng đã gửi tiền cho anh Thợ rồi. Thì bây giờ còn dư số tiền con sẽ trao. Rồi, em có nói gì muốn gửi lời cảm ơn. Con cảm ơn cô chú, anh chị, Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ con. Con cảm ơn. Rồi sao nữa? Con hứa con sẽ học giỏi chăm chỉ. Dạ, thì con thì cũng cảm ơn ông bà cô bác cô chú anh chị và các bạn có lòng hảo tâm giúp đỡ cho bà con nghèo, cũng như là giúp đỡ cho bé Thận để có một nơi có nghề nghiệp được ổn định để nuôi cho gia đình và có một phương tiện để đi lại. Hai anh em con cảm ơn rất là nhiều. Thì bé Thận có lời gì muốn nói với cả nhà một lần nữa không? Con cảm ơn thôi chứ con biết nói gì nữa chứ. Lúc đầu thì em cũng suy nghĩ, tại vì anh kêu em nói thiệt đó. Em suy nghĩ là mọi người sẽ suy nghĩ là em được voi đòi tiên. Em có lúc đó em cũng sợ. Cái em cuối cùng em cũng được giúp đỡ, em mừng dữ lắm luôn. Bây giờ em thấy xe này là vừa ăn ý của em không? Có xe chạy là em vui à. Tại vì là xe này thử ra là con mua sang tay, với lại do là bé Thận chưa có ổn định á, thử ra là mình không có mua chính chủ được. Thì khi nào mà công an có hỏi thì mình đem cái giấy mà tại chủ tiệm có nói rồi, sang tên thì mắc là một số tiền cũng như là 2-3 triệu gì đó. Nhưng mà bây giờ mình chạy như vậy đi, khi nào mình cũng vừa ổn định thì mình mua cái xe mới hơn nha, cố lên.
Rồi nãy em hứa với cả nhà là mình cố gắng học giỏi đúng không? Dạ. Thì con cũng chúc cô chú anh chị các bạn có nhiều sức khỏe nè, và có lòng hảo tâm giúp đỡ bà con nghèo trên con đường thiện nguyện. Thì anh em con và bé Thận hẹn gặp lại cả nhà trong những kỳ clip tiếp theo. Bye cả nhà.